Ôi trời ơi, một tài xế ô tô bật ngửa vì mắc gần 400 lỗi phạt nguội trong thời gian ngắn. Hướng dẫn anh em check phạt nguội tự động cực đơn giản. Mọi sự sai lầm đều sẽ phải trả giá, và cái giá cho sự chủ quan không check phạt nguội hàng ngày của một tài xế ở Hà Nội chính là những con số lỗi cao vút, khi phát hiện thì đã muộn màng. Cụ thể, ô tô mang biển kiểm soát 30H162XX dính gần 400 lỗi phạt nguội, nào là sai làn, không tuân theo tín hiệu đèn giao thông, quá tốc độ. Vậy mới thấy việc check phạt nguội hàng ngày là rất quan trọng. Các tài xế ai cũng nên cài đặt cho mình một app và điện thoại để tiện theo dõi. Cách dùng thì đơn giản cực kỳ. App phạt nguội có tính năng check tự động hàng ngày và gửi thông báo về điện thoại hoặc Zalo mỗi khi có lỗi vi phạm mới, nên các tài xế cứ yên tâm. Ai chậm công nghệ đến đâu cũng chỉ cần cài đặt app phạt nguội và điện thoại bằng vài thao tác như thế này thôi là có thể theo dõi vi phạm hàng ngày rồi. Đi làm kiếm tiền đã vất vả rồi mà cuối tháng mới check ra mấy trăm lỗi thì đúng khổ luôn nhé các bác tài.